Toán lớp 5, bài 2, trang 71. Tính giá trị của biểu thức. Câu E. 26,38 trừ 7,5 cộng 3,16. 26,38 trừ, mở ngoặc, 7,5 cộng 3,16. Đây là biểu thức có dấu ngoặc. Muốn thực hiện phép tính của biểu thức này thì chúng ta thực hiện phép tính trong ngoặc đơn trước. Chúng ta sẽ bằng 26,38, chúng ta ghi lại, trừ. Rồi chúng ta tính kết quả của phép cộng trong dấu ngoặc. 7,5 cộng 3,16, chúng ta đặt ngoài nháp. 7,5 cộng 3,16. 0 cộng 6 được 6, 5 cộng 1 bằng 6, 7 cộng 3 bằng 10. Như vậy kết quả phép cộng 7,5 cộng 3,16 bằng 10,66. Chúng ta ghi lại 10,66. Rồi, tiếp tục chúng ta thực hiện phép trừ 26,38 trừ 10,66. Chúng ta đặt ngoài nháp. 26,38 trừ 10,66. 8 trừ 6 được 2, 3 trừ 6 không được, lấy 13 trừ 6 được 7, viết 7 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, 2 trừ 1 bằng 1. Chúng ta chú ý dấu phẩy. Như vậy kết quả sẽ bằng 15,72. Chúng ta sang câu B. Trừ 15,7 trừ 10,34. Đối với biểu thức này thì chỉ có phép trừ, thì chúng ta thực hiện thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta lấy 50,04 trừ 15,7 trước, rồi được bao nhiêu chúng ta đem trừ cho 10,34. Chúng ta đặt tính ngoài nháp. 50,04 trừ 15,7. 4 hạ 4. 10 trừ 7 được 3 nhớ 1. 10 trừ 6 được 4 nhớ 1. 5 trừ 1 với 1 2 là bằng 3. Như vậy dấu phẩy, chúng ta đánh dấu phẩy thẳng hàng, kết quả bằng 34,34. Chúng ta ghi lại 34,34 trừ cho 10,34. Chúng ta đặt phép trừ này ngoài nháp. 34,34 trừ 10,34. 4 trừ 4 được 0, 3 trừ 3 được 0, 4 trừ 0 được 4, 3 trừ 1 được 2. Kết quả bằng 24. Câu C. 3,72 3,72 cộng 4,85 cộng 2,28. Đối với biểu thức này chỉ có phép cộng thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải, hoặc là trong phép tính cộng có tính chất giao hoán,
chúng ta chọn hai cái số này cộng trước để cho nó ra số chẵn. Như vậy chúng ta là sẽ bằng này, hai số này nó sẽ ra một cái số chẵn 3,72 cộng 2,28. Rồi, được bao nhiêu chúng ta cộng cho 4,85. Và bằng thực hiện phép cộng này ngồi nháp. 3,72 cộng 2,28 bằng 2 cộng 8 bằng 10 viết 0 nhớ 1, 7 cộng 2 bằng 9 với 1 bằng 10 viết 0 nhớ 1, 3 cộng 2 bằng 5 với 1 bằng 6, phẩy nè. Và kết quả bằng 6. Viết 6 cộng cho 4,85. Viết 6 cộng 4,85. Chúng ta thực hiện phép tính cộng này, chúng ta có thể cộng nhẩm hoặc là chúng ta viết ra ngồi nháp. Cộng 6,6 cộng 4,85. 6 đây là cho 6,0 nè. Như vậy chúng ta được là 5 hạ 5, 8 hạ 8, 6 cộng 4 bằng 10. Phẩy đến phẩy, kết quả bằng 10,85. Rồi, sang câu D. 4,51 cộng 2,08 cộng 1,49 cộng 2,92. Đối với biểu thức này thì chỉ có phép cộng. Trong biểu thức chỉ có phép cộng thì chúng ta thực hiện thứ tự từ trái sang phải. Và đối với phép cộng thì có tính chất giao hoán nên chúng ta chọn các số cộng lại nó tròn trục, nó tròn, nó chẵn để chúng ta dễ thực hiện phép tính. Ở đây chúng ta thấy này, 4,51 cộng với 1,49 sẽ ra số chẵn, và 2,08 cộng với 2,92 sẽ ra số chẵn. Thì chúng ta sẽ gộp lại bằng 4,51 này cộng cho 1,49. Rồi chúng ta cộng cho 2,08 cộng 2,92. Rồi thực hiện hai phép cộng này, 4,51 cộng 1,49, kết quả chúng ta sẽ được là, chúng ta đặt ngoài nháp, 4,51 này cộng 1,49. 1 cộng 9 bằng 10 viết 0 nhân 1, 5 cộng 4 bằng 9 với 1 là 10 viết 0 nhân 1, 4 cộng 1 bằng 5 với 1 là 6. Dấu phẩy chúng ta đặt thẳng hàng. Kết quả phép tính này là bằng 6 cộng 2,08 cộng 2,92. 8 cộng 2 được 10 viết 0 nhân 1, 9 thêm 1 10 viết 0 nhân 1, 2 cộng 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5. Chúng ta đánh dấu phẩy thẳng hàng, kết quả bằng 5. 6 cộng 5, phép tính này 6 cộng 5 là bằng 10, 11. Rất đơn giản. Đó là toàn bộ 4 câu của bài tập số 2, trang 71 sách toán lớp 5 theo bộ sách Cánh Dương.